vẫy gọi tiếng ca chào mời bạn ơi hãy đến Thái Bình. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tiết mục tham gia của chị hội vụ lũ dân tộc Bùi Tiến. Xin mời đoàn nán lại sân khấu ạ. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Mai, đảng ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Duyên Hải, thành viên ban tổ chức lễ hội lên tặng hoa cho đoàn. Xin trân trọng kính mời ạ. Tiếp
theo xin chân trọng kính mời đồng chí ông Nguyễn Văn Toán lên tặng hoa cho đoàn. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc bà và gia đình mạnh khỏe.